cũng được, mà mình thì mình thích ăn bún. Mình sẽ cho gạo vô. Đây là cải xanh trồng ở nhà được mấy cây. Hôm nay mình cũng có chú gà trống nè cả nhà, mình sẽ hầm xả nha, ăn như lẩu vậy đó. Đây có bún nè. Rồi mình sẽ đi ra vườn nhà mình để mình hái rau ra. Đây mình cũng có mớp nữa nè, mình hái cái mớp này vô. Mớp này là mớp non. Ngày nào cũng đi vườn hết nè cả nhà. Mình chấm mớp giờ nó già bự rồi nè. Trời ơi uổng. Tại nhà mình cũng có giống rồi cho nên là đâu có cần phải để giống nữa đâu. Chắc mình hái quá, mình hái để cho ốc nó ăn. Quá trời bự luôn. Ở đây mình cũng có dây mùng tơi nè cả nhà. Mình sẽ hái mùng tơi này để vô mình ăn lẩu nha. Rất là non cái nha, mình hái được. Hồi xưa thì người ta nói nghèo rớt mồng tơi, xin lỗi nha. Trời ơi mồng tơi nó rất là mắc luôn nha cả nhà. Mình mua 15.000 rau mồng tơi ở ngoài chợ là về nấu một nồi canh không đủ. Xịu rồi. Rất là mắc luôn, một bó 10.000 có một chút xíu. Về lặt có một chút xíu. Mà đâu phải như rau này đâu. Rau này ăn rất là tốt. Cái này là càng hái nó càng ra tốt, trời mưa là nó ra chứ. Nó đâm cái đọt vô quá trời luôn. Rau nó không có tốt, nó ngọt lắm. Nó cũng được một gỗ luôn rồi. Thôi, như đủ ăn rồi cả nhà ơi. Như gan của mình hôm nay lớn rồi nè. Kinh chưa, bên kia một trái nữa nè. Đây một cái nữa cả nhà, đồng đưa nè. Như gan. Đây mình cũng được mấy cây cải xanh nè. Mình sẽ nhổ luôn nha. Chồng đợt đó là mình nhà sẽ còn mấy cây nữa. Giờ mình hái rau vô rồi mình sẽ ốp gà ra cả nhà. Mình cho tỏi vô nè. Xả này thì hơi mình xấy sao. Mình cho bột ngọt nè. Đường nè. Hạt nêm nè. Hành phi nè, để vô cho nó thơm, nước mắm nè. Rồi, bây giờ mình cho ít tiêu nữa, mình trộn đều lên, mình để đi. Đó mình đi chặt dừa nha cả nhà. Ra cái dừa nhà mình chặt mấy cái dừa cho mình nấu cho nước nó ngọt. À, ở đây mình cũng có cây dừa nè, nó hơi cao, mình lấy cái cây này nè, mình thọt. Dừa này trái nó nhỏ nhỏ nhưng nó rất là ngọt, dừa xiêm. Mình thọt đi rồi lát mình sẽ làm. Vậy giờ mình chặt dừa nha cả nhà. Đó mấy anh cúm của mình á, ngồi anh phá đó. Cúm mẹ cúm con ở nhà cả chục con vậy đó. Rồi mình cho dầu vô chảo để mình xào thịt nha. Cho tỏi nè, xả vô luôn. Rồi mình giờ mình cho gà vô luôn. Mình xào xăng này cái mình cho nước dừa vô. Đó, xào xăng rồi. Giờ mình sẽ cho nước dừa vô nha cả nhà. Mình chán vô cái thau nãy mình ướp gà nè. Nên mình sẽ cho thêm một ít nước nữa. Để gà này gà trống nó cứng.
Đó, giờ thì gà này nó cũng sôi, mình cho cà rốt với củ cải trắng vô mình hầm cho nước nó ngọt. Bây giờ mình sẽ cho nấm gơm luôn nha. Mình hầm nãy giờ cũng có tiếng rồi đó. Bây giờ mình sẽ cho hành lá với hành tây vô luôn. Bây giờ mình sẽ múc ra nha cả nhà. Múc ra nha. Ngon lành cạnh đạo chưa? Chào cả nhà nha. Cả nhà ơi, mình nấu gà hầm sả cũng xong rồi. Mình ăn như lẩu vậy cả nhà. Mời cả nhà ăn với mình nha. Mình cho bún nha. Cái này ăn mì cũng được, mà mình thì mình thích ăn bún. Mình sẽ cho gạo vô. Cái này là cải xanh. Trồng ở nhà được mấy cây. Nấu. Mất. Ăn này rau nhiều mới ngon. Mày cả nhà ăn, mày cả nhà ăn lẩu nha. Vừa nắng ra ngoài đây ăn mát lắm cả nhà. Gió hiu hiu. Ngọt. Nước dừa nè. Rồi nói chung là nấm gơm nè, rồi củ cải đâu. Gà đậu gì cũng ngọt hết trơn. Cho nên em để đường hết. Cả nhà ơi, mình ăn lẩu gà hầm sả cũng xong rồi. Mình cũng chia sẻ về cái cuộc sống hàng ngày của mấy mẹ con mình đó. Anh chị, ông bà, cô chú, các bạn nào mà cảm thấy có thương yêu mình đó, thì cho mình một like và một lượt đăng ký. Bấm vô cái chuông để ông bà cô chú nhận được thông báo mỗi khi up video lên nha. Hẹn ông bà cô chú video kế tiếp. Bye bye.